Mấy con kênh kênh trên kênh của chuột đồng, người chống cộng kiếm cơm, cũng hết ý kiến đám kênh kênh này luôn. Ông Ngô Kỷ, một con người đã chống cộng bao nhiêu năm nay và dấn thân trên con đường của ông đi, đã làm rất nhiều việc, giúp rất nhiều người, ông giúp những người tị nạn từ những ngày đầu tiên đến đất Mỹ, ông dấn thân vào đời giúp đủ loại người Việt Nam trên đất Mỹ, tất cả ai nấy đều biết ông yêu lá cờ vàng như thế nào. Nhưng không từ đâu tự nhiên hiện ra con chuột đồng mới nổi lên có một năm nay, chỉ là một kênh Youtube, không có bản lĩnh gì cả, chỉ có cái miệng. Quý vị có bao giờ nghe chuột đồng nói là có giúp đỡ gì cho dân Việt Nam hay không? Hoàn toàn không. Quý vị có nghe chuột đồng nói là có hoạt động hay giúp đỡ người Việt ở địa phương nơi chuột đồng đang ở hay không? Hoàn toàn không. Chuột đồng làm gì thiết thực hay không hay chỉ là cái miệng là chống cộng nhưng không làm gì cả, chỉ có cái miệng bô bô chống cộng, cho kền kền vui rồi ngày qua ngày chuột đồng mua thêm xe đẹp, mua thêm quần áo xịn hạng sang, ăn nhà hàng sang trọng, và tha hồ mặt sát mấy đứa nào không có bản lãnh sang giàu như chuột đồng. Một cuộc đời dấn thân của ông Ngô Kỷ trong vòng 48 năm, bị chuột đồng mặt sát, và xóa bỏ tất cả bởi đám kền kền, và đám kền kền này chỉ tin vào cái miệng của chuột đồng. Cho dù cả cuộc đời của chuột đồng không làm gì ra hồn cả, không thấy giúp đỡ ai cả. Làm lên kênh YouTube, chỉ chửi đế kiếm ăn không làm gì cả. Chuột Đồng chỉ nổi lên kênh YouTube có một năm và từ một người vô danh, tự nhiên được đám kền kền tôn vinh là một lãnh tụ chống cộng có tiếng. Thiệt tình bây giờ làm gì cũng dễ nhỉ, chỉ ngày qua ngày dùng YouTube, đánh người này, chửi người nọ, phá người kia, tự nhiên nổi tiếng là lãnh tụ, anh hùng chống cộng, bây giờ nổi tiếng và tự nhiên trở thành anh hùng chống cộng, dễ như trở bàn tay, chỉ cần có cái miệng giỏi và biết chế nhiều câu chuyện để gán tội cho người khác và câu chuyện ấy phải thật thần kỳ và phải giống như sự thật một chút sau đó chuột đồng thêm mắm thêm muối lâu lâu làm bộ là như đọc lời của ai đó nhưng thật ra là tự chuột đồng tự biên tự điển chuột đồng đóng kịch thiệt hay làm gì cũng có kịch bản lâu lâu phải đưa hình chứng minh và đọc một cái gì đó nhưng thật ra toàn là kịch bản của chuột đồng làm ra cả cho nên ông ngô kỹ cả một cuộc đời hy sinh gì một cái gì? Ông giúp đỡ mọi người và bây giờ ông được cái gì? Ai giúp đỡ cho ông được gì? Và khi ông giúp đỡ rất nhiều người Việt vào đất Mỹ, và chính ông cũng dấn thân vào chính trường của Mỹ. Cuộc đời chó má thế ông ạ, à, họ sẵn sàng xóa bỏ 48 năm dấn thân của ông chỉ vì một đứa chuột đồng khu môi trên YouTube chỉ có một năm thôi.